Xin chào mọi người. Chân mệnh đế tiên diệp đế hào 1103. Lúc trở về tiểu viên, tà ma đã chờ đợi ở đó, một tay chống cằm, mỉm cười nhìn xem diệp đế hào. Lập tức diệp đế hào chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh toát. Mỗi khi nhìn thấy tà ma lộ ra nụ cười như thế này, anh hơn phân nửa nên sẽ bị đánh. Nhìn thấy con dâu tương lai rồi sao? Tà ma cười vẫn là tà mị như vậy, có thực rất đáng yêu. Diệp Hào cười ha hả. Một tin tốt, một tin xấu. Trước hết muốn ngày cái nào? Tà ma duỗi ra cái lưng mỏi. Diệp Hào nhíu lại lông mày nhưng vẫn trả lời: tin xấu. Ta coi là đầu tiên vẫn là báo tin vui cho ngươi trước đi. Tà ma ngáp một cái. Một câu này đến Diệp Hào kém chút đã chửi mẹ. Ngươi đều đã quyết định tốt rồi, còn nói ta làm gì, có bị bệnh hay không thế? Tà ma không nhìn tới gương mặt đen thui của Diệp Đại Hào, chỉ nhẹ nhàng phất tay áo, xuất ra một màn thủy mặc. Bên trong màn nước chỉ nhìn chính là hình ảnh Ngọc Nữ Phong, một tiểu dân hỏa khỏe mạnh kháo khỉnh ở trên đồng cỏ, nên bước chân nhỏ tập tễnh đuổi theo hồ điệp. Diệp Đại Hào nhìn lên bỗng nhiên sững sờ, thân làm cha như thế nào lại không nhận ra chính là hài tử của mình, đó không phải là Diệp Phàm hay sao? Thế nào lại biến thành tiểu hoa nhi như vậy chứ? Sự thật đã chứng minh, thiên khiển chi thể cùng thiên sắc cô tinh từ tiên thiên đã có một loại liên hệ thần bí nào đó. Tà ma nhàn nhạt nói. Ý của ngươi là Phàm Nhi bị như vậy là bởi vì thiên sắc cô tinh hay sao? Chỉ ít thì ta cùng Côn Luân thần nữ đều cho là như vậy. Vậy đối với Phàm Nhi có bị ảnh hưởng gì hay không? Diệp Hào vội vàng hỏi. Người có thể coi là Diệp Phàm đã biến hóa, cũng coi như là một lần lột xác niết bàn. Tà ma chậm rãi nói. Mạng cách thiên sắc cô tinh đối với người khác mà nói có lẽ là ách nạn, nhưng với thiên khiển chi thể lại là cơ duyên tạo hóa. Cả hai xét tại bên trong sự tương sinh tương khắc, thai nghén ra sức mạnh đáng sợ. Nếu như đúng thật như lời ngươi nói thì đích thực là tin tốt. Diệp Hào thở vào một hơi. Tin xấu tiếp theo, ngươi cần có sự chuẩn bị tư tưởng. Tà ma nói ra. Có thể nói thẳng ra đi. Diệp Linh nhà ngươi đã bị thằng không đứng bắt bắt đi. Như thế nào lại bị thằng không đứng bắt bắt đi như vậy chứ? Diệp Hào có chút liền hoảng hốt. Nơi đó quỷ quái như thế nào anh là rõ ràng nhất. Từng người đều lãnh huyết vô tình. Sở Huy năm đó chính là một ví dụ rất tốt. Bị các nàng mang đi, có thể còn sống ra tới hay không cũng khó nói. Bản thân tận mắt nhìn thấy không thể là giả được. Tà ma nhún vai. Vậy người vì sao không ngăn cản? Cản sao? Làm sao phải cản chứ? Tà ma bị chọc cười. Đó là thằng không đứt mắt, chứ đó là bản thân. Cho dù là cửu hoàng đại sở của người có đi cũng sẽ bị diệt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vậy chứ? Diệp Đào cau mày. Muốn nói chuyện này cũng chẳng trách thành không được bắt người ta được. Tà ma nhấc chân lên bắt chéo. Nghe nói là nữ nhi bảo bối nhà ngươi trói một nữ tiên tử của thành không nước mắt, còn cho người ta ăn một chút cái gì gọi là đặc sản đại sở của các ngươi. Vô đệ báo đổi tự mình ra khỏi thành, đem Diệp Linh nhà ngươi mời đến thành không nước mắt uống trà. Chuyện này Diệp Đào há to miệng, không biết phải nói cái gì cho tốt. Tiểu nha đầu phiến tử kia thật đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên, gây tới ai không tốt là gây tới thành không nước mắt. Anh không cần nhìn để có thể tưởng tượng được hình ảnh kia thật tốt cho một tiên tử của thành không nước mắt sửng sốt bị cho anh đặc sản đại sở. Tuy là vô tình nhưng cũng trở thành cố tình, khó trách vô lệ lại bảo nổi. Nếu là anh cũng bảo nổi, cũng phải mời về nhà uống trà. Có thể giỏi gây sự như vậy là truyền nhân của ai đây? Tà ma liếc nhìn qua Diệp Hào. Diệp Hào vội ho khan một tiếng, hông hăng gây mặt lông mày. Chuyện này còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là di truyền từ anh, nhưng anh cái bản lĩnh hãm hại lừa gạt này cũng tuyệt đối chưa hề nghĩ tới muốn truyền cho Diệp Linh, mà là muốn truyền cho Diệp Phàm. Ai nghĩ đến Diệp Phàm ngoan ngoãn chính phái thì nữ nhi bảo bối này của anh lại nắm vững chân truyền của anh, mà đều không cần dạy cũng có thể tự học thành tài. Xem ra còn chuẩn bị đem anh cái người làm cha này
chụp chích tại trên bờ cát. Bị bắt và Thành không nước mắt và định treo cổ chắc luôn, đúng không? Tà Ma Khởi và nói, Sở Huyền có biết việc này hay không? Diễm Hào thăm dò nhìn qua Tà Ma, có trời mới biết. Tà Ma trả lời đầy tùy ý, lại xách ra cái gương nhỏ chăm sóc mái tóc, không mặn không nhạt nói ra, nàng biết hay không biết đều không có gì khác nhau. Chủ nhân Thành không nước mắt tự mình ra tay thì vô lệ thần nữ nhà ngươi không dùng được. Ta muốn về đại sở. Giáp Đào liền nói ra, thật có lỗi, đợi không được người kia sẽ không thả người đi. Đứng nói chuyện thì không đau eo mà, để như người bị bắt đi làm một lưu thanh mới có còn bình tĩnh như vậy hay không? Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tà Ma lại nhún vai, không thèm để ý chút nào. Thành không được bắt đều là mỹ nữ, hắn có đi chứ biết chừng có thể cướp lấy mấy nàng dâu ra tới, như vậy mới đáng nhìn. Ta Giáp Đào lời đến bên khóe miệng lại không phản bác được. Người không cần quá lo lắng. Tà Ma thu lại cái gương nhỏ, cuối cùng là vạch eo bẻ cổ đứng lên, ông Dung nói, Thành không nước mắt truyền thừa từ vạn cổ, còn không đáng để hạ sát thủ đối với một hậu bối. Cho dù không nhìn chút tình mật của Sở Huyền thì cũng phải cho Cửu Chư Thiên một chút mặt mũi. Năm đó đại chiến chống thiên ma, đại sở máu chảy thành sông, thiên đình toàn quân bị diệt, toàn bộ chư thiên kể cả Thành không nước mắt của nàng đều thiếu nợ đại sở một cái ân tình lớn đau. Người không nói ta ngược lại chút thì quên. Giáp Đào hít sâu một hơi, bình an vô sự thì còn tốt, dám đụng đến linh nhi nhà ta, đợi khi ta thánh thể viên mãn, nơi đầu tiên ta lập tung chính là Thành không nước mắt của nàng. Có tiền đồ, ta coi trọng người đó. Tà Ma vỗ nhẹ vai Diệp Đào, quay người liền đi. Diệp Đào liền rất trơn tru tiến lên nếu là Tà Ma, nói đến ân tình người cũng thiếu ta một cái, người phải trả. Tà Ma ngừng chân, mỉm cười nhìn xem Diệp Đào, ta thiếu người nhân tình sao? À không, không thiếu. Diệp Đào vội vàng buông lỏng tay, đầu càng rắc như trống bỏi, cười vô cùng vui vẻ. Đây là điềm báo muốn đánh người, anh đã xem nhẹ một vấn đề nghiêm trọng. Nương môn nhi trước mặt này thế nhưng là si bị tà thần, kẻ bệnh tâm thần chưa từng làm chuyện gì bình thường, với ai thì còn trò chuyện nhân tình, cũng đều chớ cùng nàng trò chuyện vớ vẩn. Bị đánh chỉ là chuyện nhỏ, nên như bị đánh thành bản thân bất toại và liền được không bù mất. Trẻ con dễ vậy đó. Tà Ma hài lòng cười một tiếng, quay người không còn hình bóng. Sau lưng Diệp Đào hai chân mềm nhũn, kém chút đã co cóc nằm trên mặt đất. Ngay tại một nháy mắt vừa rồi, phá vắt như vừa đi một lượt trước quỷ môn quan, còn tốt là anh đủ cơ trí, nếu không giây phút này hơn phân nữa đã bay đến bên rìa vũ trụ. Sợ, anh là sợ thật sự, đường đường là hoa của tấm thể, thật sự bị đánh mà sợ. Ban đêm bởi vì Tà Ma rời đi mà lâm vào yên tĩnh. Diễn Hào ngồi dưới tàn cây, hai tay chống cằm, đang suy nghĩ về chuyện của hải tử. Một tin tốt, một tin xấu, một tin có quan hệ tới Diệp Phàm, một tin có liên quan tới Diệp Linh. Con cái của anh thật là như một trời một vực. Nhi tử không di chuyển theo anh cái thằng phụ thân này, nữ nhi lại học nhiều đến mượt mà. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt đã tới bình minh. Sáng sớm, Diễm Đào dậy thật sớm, mang theo đồ nghề đi vào đường cái huyên náo. Trụ tinh trấn hôm nay so với ngày xưa còn muốn náo nhiệt hơn mấy phần, chỉ vì phố lớn ngõ nhỏ đều dán đầy bố cáo. Điều này cũng không phải là lệnh truy nã, mà là lệnh trưng dụng lương thực. Phạm là người của trụ tinh trấn, có một nhà tính một nhà, mỗi một hộ đều phải nộp lên trên 100 thạch lương thực. Không cho bọn ta đường sống mà, cơm để còn có mà ăn, lấy ở đâu ra 100 thạch lương thực chứ? Tề Vương bây giờ so với Yến Vương ngày xưa còn ác hơn đang, há miệng chính là 100 thạch. Chiến tranh thật đáng chết, chịu khổ vẫn là lã bách tính chúng ta. Tiếng kêu khổ vang đầy phố lớn ngõ nhỏ, tất cả mọi người đều lo lắng. Diệp Đào không nói gì, nhẹ nhàng đi qua, nhưng trong lòng lại ai thán. Tất cả đều là do chiến tranh hại người, 100 thạch lương thực đối với nhà giàu mà nói thì không đáng để nhắc tới, nhưng với bách tính nghèo khổ thì lại là quan trọng như tính mạng. Bụng còn chưa no, nào có lương thực để nộp lên trên chứ? Bên trong lòng âm thầm mắng, Diệp Hào dọn xong đồ nghề.
Vì việc trưng dụng lương thực nên mà người ở trong thiên tấn đều vội vàng kiếm lương thực, gần như không ai chạy tới đón mạng. Vẫn là những các lão hiểu chuyện mỗi khi gặp lúc này để sách cho tới cổ động. Lần này vẫn như cũ, không phải là một người đến, còn có Hiệp Lam, có Tiểu Nhi mà hắn đang ôm ấp. Người làm cha chính là rất khác, đi đâu đều vui tươi hớn hở. Dân chúng phiền não thu góp lương thực, tại hắn nơi này căn bản là không có chuyện gì xảy ra, một tranh thạch lương thực vẫn là lấy ra được. Diệp Hào càng chú ý nhiều hơn vẫn là Hiệp Lam. Hiệp Lam hôm nay sắc mặt có chút hồng nhuận, là có hô hấp. Chỉ có điều Diệp Hào nhìn ra được đó là Hiệp Lam cố ý làm như vậy để tránh cho lão Dương nghi ngờ. Đến là gọi ca ca đi. Lão Dương ôm lấy bé con tiến lên, có chút già mà không đứng đắn, cút qua một bên. Diệp Hào mắng to, nghĩ thầm trong lòng, dành thời gian phải dọn dẹp lão già này một chút. Đây chính là con dâu tương lai của anh, gọi ca ca là có ý gì? Là nói Tiểu Hoa Nhi này vừa mới tròn trăng, ta có thể nói chuyện được chứ? Lão Dương này chính là chạy tới chơi chục người, không còn quan tâm đến những chi tiết đó. Lão Dương cười ha hả. A, à, âm thanh hô to đã đến vang lên. Dương Huyền tên kia không biết từ đâu xuất hiện, để không thèm phản ứng tới lão Dương, tiến lên định đoạt lấy Tiểu Hoa Nhi. Cái tên người vùng về, chờ một chút đi, ta tránh ra đừng ánh đường. Lão Dương dựng đau trừng mắt, nhưng một câu còn chưa nói hết lại bị một tay quăng bay. Dương Huyền đến làm sao thể thiếu Thượng Văn Cửu, cũng là lại gần nhìn Tiểu Hoa Nhi một chút. Hai đại nam nhân lắc lắc đầu, đùa cho bé con khanh khách cười không ngừng. Cái mũi nhỏ này thật giống ta đó, đừng làm rộn, giống ta nhiều hơn. Hai người ngươi một lời ta một câu, để lão Dương nghe mà mặt to liền đen thui, cứ có cảm giác trên đầu mọc ra hai cái sừng. Hiệp Lam ở một bên không nhìn tới ba người này đang ngồi tại đối diện Diệp Hào, đem cánh tay phải để lên trên bàn, mỉm cười nói, tiền bối bắt mặt cho ta một chút đi. Diệp Hào không nói gì, đem ngón tay đã đỡ trên cổ tay Hiệp Lam, diễn trò thì phải làm cho tới. Nhìn bề ngoài thì Hiệp Lam đang thở, cũng có thể cảm giác được nhịp tim lang trung bình thường, cũng có thể cảm nhận được mạch đập. Thế nhưng là biểu tượng, cuối cùng cũng chỉ là biểu tượng. Những cái được gọi là hô hấp, nhịp tim cùng mạch đập đều là Hiệp Lam tạo ra. Có thể lừa qua lão Dương lại không gạt được Diệp Hào. Nàng cũng có mạch đập, cũng có hô hấp cùng nhịp tim. Trên cổ tay gần như không có một chút nhiệt độ nào, băng hàn đến rét run. Ngoài trừ nàng còn sống ra thì những thứ khác đều không khác gì người đã chết. Còn có Diệp Hào cũng không tính ra được vẻ tượng của Hiệp Lam. Đã là người chết thì mạng cách cũng biến mất, không có mạng cách nên không có vẻ tượng, nên tự nhiên cũng không biết Hiệp Lam đến tột cùng có thể sống được bao lâu. Sao rồi? Lão Dương xoay người qua nhìn chằm chằm Diệp Hào. Tâm pháp của Nguyệt Cung vẫn còn đang quấy phá. Diệp Hào thản nhiên nói, lúc này nâng bút một bên viết vừa nói, ngày sau nên tu theo tâm pháp mà ta viết ra đây. Chỉ có điều tu theo tâm pháp này, những điều kỳ lạ sẽ thường xuyên xảy ra, nhưng cũng đừng lo lắng, đó đều là chuyện bình thường. Làm sao lại có phương pháp kỳ lạ như vậy chứ? Lão Dương rất là gần hỏi. Thí dụ như không có mạch đập, không có nhịp tim, không có hô hấp, thân thể sẽ thường xuyên rét run. Chuyện này đang gặp tình bối. Hiệp Lam mỉm cười tiếp nhận, trong mắt bao hàm vẻ cảm kích. Có lời nói này của Diệp Ca Hậu, nàng ngày sau thì không cần giả vờ hô hấp, tạo ra mạch đập cùng nhịp tim. Hai người vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau, lấy lời nói dối thiệt ý này lừa gạt lão Dương. Người một nhà rời đi, lão Dương ôm lấy chỉ giao hỏa, tại trong dòng người rộn ràng trông vô cùng ấm áp, để Diệp Đào nhìn mà thần sắc hoảng hốt. Trông thấy bé con nhà người ta cũng khó tránh khỏi nhớ tới hài tử nhà mình. Có vợ thật là tốt đó. Dương Huyền cùng Thông Có Cửu đều tặc lưỡi. Phía trước rẽ trái có thanh lâu. Diệp Đào nhà nhạt nói, bọn ta tất nhiên là chính nhân quân tử. Hai người nghĩ chính ngôn từ nói ra, liếc nhìn qua Diệp Hào, quay người đều đi, xong việc rất bình tĩnh. Ở giao lộ phía trước ngoặt một cái, hai cả thủ võ lâm cùng nhau đi uống hoa tử, chính là đi chăm sóc sức khỏe trong truyền thuyết. Diệp Hào nhìn mà muốn bật cười, hai con hàng này hoàn toàn phù hợp với người tài của đại sở quan. Mà đêm trong lúc lặng lẽ điền giáng lâm, vẻ lo lắng bao trùm toàn bộ Trung Tâm Trấn.
vì 100 thạch lương nên rất nhiều người đều khó mà ngủ được. Dưới gốc cây già bên trong tiểu viên, Diệp Hào liền bình tĩnh hơn nhiều, một tay cầm đao khắc, một tay cầm khúc gỗ, một đao dừng lại khắc chính là Diệp Phàm cùng Tiểu Linh. Bọn hắn khi còn bé cũng đáng yêu như Tiểu Dương Lam, vừa đi 70 năm, bọn nhỏ đều trưởng thành. Nhưng việc tu hành của anh vẫn là không có giới hạn, mà người anh chờ không biết đang ở cái chân trời góc biển nào. Trong yên tĩnh, đột nhiên có một làn gió nhẹ phẩy tới, mang theo mùi hương nhàn nhạt của nữ tử. Diệp Đào đột nhiên đứng dậy, hai con người gần như chiếp lại thành một đường, nhìn xem tứ phương một vòng, bỗng nhiên còn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là có người đang vuốt ve mặt của anh. Quái gì chính là trong vườn cũng có người. Tiền pháp đế đạo, tính mộng thiên cổ. Diệp Đào lẩm bẩm, anh cực kỳ xác định có người đến, hơn nữa còn là nữ tử, thân ở trong mộng lại lấy hư ảo kết nối với hiện tại, chỉ là anh không nhìn thấy mà thôi. Việc lạ như thế này cùng anh năm đó tỉnh mộng tại đại sở có phần rất giống nhau. Anh thấy được người của đại sở, mà người của đại sở lại không nhìn thấy anh. Rất nhanh làn gió tán đi, chỉ có một giọt nước mắt hư ảo lưu lại trong thế gian. Diệp Đào nhẹ nhàng nâng tay, nâng giọt mắt kia lên, chẳng biết tại sao trong lòng lại đang ẩn ẩn nhói đau.